Xin chào cả nhà. Số ngồi huyện Hải Phòng bên em nay lên cho các bác một siêu phẩm nồi Đức các bác nhé. Nồi áp suất Đức, dung tích 4,5 lít này. Gọi là duy nhất có một em, siêu phẩm luôn các bác nhìn này. Inox đẹp sáng bóng, đun từ ok nhé các bác nhé. Về duy nhất có một con, đẹp gọi là không tì vết luôn. Mới tinh, gần như chưa dùng luôn nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn mặt bên trên inox này. Đây, hàng lướt, hàng cũ mà gần như là chưa dùng luôn này, mặt inox sáng bóng luôn, không chảy xước luôn nhé các bác nhé. Tem mác đầy đủ nhé các bác nhìn này. Đấy, mới kinh khủng luôn. Xung quanh nhé các bác nhé. Đây, hàng Made in Germany, dung tích 4,5 lít này. Mới tinh, chân tay này. Đen bóng loáng luôn. Đây các bác nhìn này. Xung quanh nồi không hề một vết gì luôn. Không khác gì gọi là hàng đi bay luôn đấy ạ. Đây các bác nhìn này. Made in Germany nhá. Đẹp gọi là không tì vết từ phần đáy nồi, thân nồi, xung quanh này. Duy nhất chỉ có một con này các bác nhìn tay này. Đấy. Bóng loáng luôn, chưa dùng. Này đặc biệt bên trong có một cái vỉ hấp. Gioăng cao su zin xịn 100%. Con này áp của nó mắc là 150 kPa nhá các bác nhá. Bác nhìn chưa? Gioăng mới tinh luôn, duy nhất có một con, không có con thứ hai. Bác nào nhanh chân thì chốt được này. Đây nồi bên trong bác nhá. Đây là cái lồng hấp của nó này các bác này. Đấy, lồng nguyên bản luôn. Thế nó mới vừa này nhá các bác nhá. Đây, đặt lên rồi nó vừa khít như thế này. Bên dưới nó có một cái chân. Chân hấp dưới đặt xuống như thế này. Và đặt cái vỉ hấp lên như thế này. Đấy, ok chưa? Cái chân hấp này rất là cao luôn. Chân này nó rơi ở tầm 5 phân nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn nồi bên trong này. Sáng bóng chưa? Không một vết chảy xước luôn nhá các bác nhá. Nó đẹp. Gọi là độ mới từ 90 cho đến 95%. Gần như hàng chưa sử dụng, gọi là lướt lát luôn nhá các bác nhá. Đấy. Nó đẹp lắm. Này. Em test ngon lành hết rồi nhá các bác nhá. Test ngon lành, bao xì, bao kín hơi, bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy. Made in Germany, dung tích 4.5 lít. Đẹp xuất sắc. Duy nhất có một con. Dòng này đóng này, kéo như xuống như này là mở nha các bác nhá. Kéo này là các bác khóa vào. Đấy. Khóa vào là không mở được cái tay này ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi các bác đặt lên bếp thì các bác phải kéo cái tay này lên thì hơi nó sẽ không bị xì ra ở cái phần tay này. Đấy, tức nghĩa là chung quy lại là khi đặt lên bếp là mình phải khóa nó vào. Thì bắt đầu mình đun nó mới đúng nguyên lý hoạt động của nó. Và khi muốn xì hơi đi. Đấy. Thì các bác kéo cái tay này xuống cho em này, kéo cái tay này xuống là hơi xì, hơi đẩy nó sẽ được đẩy qua đây. Đấy, ok chưa? Đây, như này là mở này. Đấy, và như này là khóa này. Nó thể hiện luôn ở trên cái phần nắp tay này. Đấy. Con này em bán cho các bác giá 1 triệu 6 bao ship cho các bác nhá. Bảo hành cho các bác 3 tháng đã test kín hơi nhanh nhừ. Gọi là độ mới từ 90 đến 95% nha các bác nhá. Mới tinh luôn. Gần như là cam kết với các bác là gần như hàng chưa sử dụng. Nếu có sử dụng chỉ sử dụng từ 1 đến 2 lần cho nên hàng nó còn mới như này. Hàng mới chưa? Đấy, các bác nhìn tay chân. Gọi là đen, đen bóng nguyên bản luôn. Đáy này. Đấy. Thân nồi này. Tay phụ này. Ok chưa ạ? Rồi bác nào cần thì alo em số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.